Nữa là dự định của chú là có đổ xi măng vô không hay là khỏi để anh chị kéo ra kéo vô thôi. Văn mùng ngoài này 20 là rồi. Chứ đâu có cho đổ hồ luôn, giống tôi mệt lắm tôi chị. Rồi, Thảo 1990 Vlog xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại là 3 giờ chiều, mình cùng kênh An Giang Lê Thanh đang có mặt tại nhà của chú Võ Kế Truyền ở An Giang Châu Đốc, người có ý tưởng là độc lạ là xây mã và cả hòm sẵn khi qua đời. Rồi bây giờ chúng ta cùng gặp và trò chuyện với chú Bảy nhé mọi người. Nữa là dự định của chú là có đổ xi măng vô không hay là khỏi để anh chị kéo ra kéo vô thôi. Văn mùng ngoài này 20 là rồi. Chứ đâu có cho đổ hồ luôn, giống tôi mệt lắm tôi chị. Không, sao ở trên chú không làm bằng thủy tinh nữa chú, kéo ra vẫn còn thấy luôn. Cho ốp sát luôn chú. Đã nghĩ thở rồi là đưa vô liền mà làm sao mà ấy. Không, sau này chú nghiên cứu ốp sát á rồi làm. Không. Chi dùng cái chết rồi thú quá. Bây giờ không, ốp sát nó không có thối. Còn sống nói con cháu còn không nghe đây rồi. Có cái này là vết trong nè. Dạ. Trong để đô hồ đó. Là bùng bùng đây cũng nhậu xương xương được. Là cũng xịn không đó. Đó. Tại đây rồi cái bắt đầu xây 20 đây. Dạ. Dở đô hồ này cái bắt đầu đổ đầy lên tới đó. Dạ. Lấy đồ xoay cho nó vẽ là ok. Rồi cái đó sau này. Hồi đó nè, tính làm cửa nè. Cây cắt sẵn rồi cây chắc nữa. Mà cửa gì? Nữa nó cũng bị mục. Thôi xây 20 nó to vuốt lên là ok. Hôm nay mình cũng ở đây. Nguyên cái đường. Tại vì này ba đường nè. Dạy chúng ta là nó sẵn thôi. Tại vì mình qua mình làm nhà là ông mới cai bánh này được mà mới gắn cái bánh xe được, chứ không ông đặt hòm ai đâu mà gắn bánh xe cho mình. Dạ. Phải không? Đó là chùi cái đường gầy cho sạch, đưa lên đó liệm rồi đó, đẩy vô. Đường gầy sẵn luôn á. Vậy không, đường gầy phải đẩy. Ô, đẩy ra đây vô hoài một lần á. Mấy năm trước á, tới thành mình là đẩy. Cái đất của chú tới bên kia không? Hay là tới mảng cầu của chú luôn hay gì? Chú, mảng cầu luôn, nó là ba công à. Nên là đây uống với chú một ly rồi. Chú biểu diễn luôn. Lên luôn. Ồ, hay gì vậy? Vậy đâu. Là lấy mấy cái này ra rồi nè, nó mới đâu mà chu đáo gì, là cục đất này từ ở dưới đất ra. Để cho mày nè. Cắm nhang đây nè, mới là lấy cục đất quần thổ ra, rồi cái đẩy vô rồi cái quần thổ là tráng miếng xi măng thẳng xuống. Cái này là cái ông bà đó, tự bà sợ của tao dạy xuống tới tao dưới đó. Dạ. Tao dưới là chấm chấm nó cho chưa ngày đám dỗ. Đám dỗ đâu mà đám dỗ, cái thằng tao làm mồi cái miếng này nó đây thôi ghi ngày luôn đi, nó nhặt gì què ra qua tiệm khác đặt chưa có chết sau khi ngày qua tiệm khác đặt thì đã mình từng đi đây đó rồi mình thấy nếu mà mấy người mà mình qua đài rồi đó thì phải nhờ người khác liệm rồi ra khiên. Bây giờ con cháu khỏi cần khiên, từ đẩy vô là liếc cái mình hàng lại là ok. Có tiền gì chứ khỏi có hay... không khỏi được ta nó không cho cúng lại. Bây giờ còn sống thì không cúng không còn sống mà còn gì rồi chết rồi cái thay ma đó mình lại là tôi không chịu. Tôi có phản đối cái đó là từ hồi đó tới giờ là khỏi làm thách làm gì hết, mà đặc biệt là cái vô cái hàng là không lại cái xác thúi được lại nữa. Lại là tôn trọng hiện giờ nè. Cha hay là ông ngoại, ông nội rồi đó là hiện bây giờ nè. Mày gặp mày thưa ông nội rồi được, đồng ý. Còn cái vô cái hòm mà đứng ngồi đó mà lại thì ông, nhưng mà nói chung cái phong tục. Mày cái phong tục thì đồng ý, nhưng mà tôi đã phá cái đó. Cái thây ma rồi, nó chết rồi, không có được lại nữa. Thành ra tôi làm sắm sẵn gì nè. Chết. Ông nghỉ thở rồi lên nó xấy lên cái là bánh xanh nó quay trở ngược lại. Bắt đầu liệm vô, con cháu nó liệm vô xong rồi khỏi đóng đinh, đẩy nắp lại rồi đẩy vô đó cái mua 200 gạch. Có đếm rồi. Dạ. Nhưng bao xi măng rồi cát có sẵn. Bên đó xây cái cái nhà mộ đó cắt chớ đó.
là của chú làm luôn hả? Đâu phải, của người ta mà ta thấy cái đó nó không có bằng cái xi măng này là tao làm nó ảnh được. À, nhưng mà bên đó tức là đã có người ta chết rồi phải không? Thì hai cái mã trong đó. Chứ còn phải giống đây. Cái nhà mồ bên đó đó. Còn bên nay ta mới làm cái nhà mồ theo cái kiểu của tao khác. Nó táp lành. Thấy không? Cho nên không có vuông. Cái mộ cũng khác hơn mấy cái mộ khác thôi. Có ý tưởng mọi người. Tại vì ta làm từng mấy chục cái rồi. Không giống mộ mình từng gặp. Cao. Xây nhà luôn nha. Hai tấc. Cũng hàng cao cấp nha. Không, người ta giàu người ta làm mấy tỷ rồi. Vậy cái nhà mồ của ta thuộc trong cái quê hương mình thì là cũng im lắm rồi. Mà ở đây ta làm thì cái ý tưởng của tao là mình tự có tiền như mình làm nhiều. Nhưng mà mình cái nào cũng quyết định cái đấy. Ví dụ bây giờ đóng đinh bằng sắt thì nó không tới năm là nó đứt ngang rồi. Cà chắc nó ăn đinh dữ lắm. Mà cà chắc đóng đinh thao là suốt kiếp nó luôn. Nếu mà bây giờ mà nếu mà tính tổng hết đây là khoảng bao nhiêu chú Bảy? Tiền chứ không nhiêu. Tiền nó trên 100 triệu. Trên 100 ha. Dạ. Rồi xi măng là 112 bao. 112 bao xi măng 112 bao. Ừ. Dạ. Nhớ từng chi tiết ha. Đâu á, tại vì tôi là thợ may. À bây giờ đầu vào đứng ngay. Dạ. Áo phòng túi nè. Mà túi vào đặt lạch là tôi biết liền đó. Tôi may từ áo khỉ rồi nữa. Phải... Áo nghi địa, áo nguyên nghi địa. Thì từ trong nhà ra mã thì cũng không sao đâu các bạn. Thì chú Bảy có thiết kế cái đường ray ra mã này các bạn. Đây. Tại vì dưới cái hòm của chú Bảy thì có thiết kế cái bánh xe. Khi mà ông mắc là để vào và đẩy ra luôn. Khỏi cần đậu tì khiên, khỏi khiên mà cũng khỏi giác luôn các bạn. Ông làm hai cái mã vợ ông và ông. Thì đây này các bạn. Thì ở trên bia có ghi rõ là tên của ông nhưng chỉ ghi năm sinh và cái ngày mà thi công làm á các bạn. Còn đây thì các bạn để trống ở bên bà cũng vậy. Cũng ghi năm sinh và ngày làm. Thì mọi người trả lời con cháu luôn. Con cháu cứ đẩy vô cái xong. Đồng ý không? Đó là chuyện dễ vậy thôi. Nhưng mỗi người có ý tưởng khác nhau vậy đó. Có người thích, có người không thích. Ai thích gì làm nấy. Mình cái đó mình phải nhờ giả người ta cái thứ nhất. Rồi làm sao mình trả ơn được. Người ta đã tới là tiếp gia đình mình. Rồi gia đình mình có tiếp lại gia đình người đó không? Thế nên mình làm như vậy đó là để khỏi phải mất công. Đã dặn rồi con cháu em nếu bố nghỉ thở rồi phá cửa lên luôn tất cả các người thân những liệm lên rồi để vô trong luôn không cần ai đến cúng tiền không cúng gì hết không có lại khỏi cúng khỏi gì luôn hả khỏi mình thắt luôn khỏi thắt luôn nhưng đám giỗ là phải đám giỗ phải không đám giỗ ngày chết có chỉ nó ăn mày qua mày nói với thằng thợ đó mày ngang bao nhiêu mày lên bao nhiêu tới mỏ nhọn nhiêu cắt cái tấm mới tô xi măng vô nhặn vô chứ đâu có gõ chi rồi mới cáo mà muốn để hình luôn chơi vậy đó luôn. Mà tốn có nhiêu đâu bốn đứa đứa hùng giỏi lắm chuyện chịu đi làm láng mẹ còn bây giờ mà đừng không mới là nó làm cái bao che này đâu phải dễ đâu nặng lắm tờ ra tôi gặp nhiều cái chỗ nó cự cãi lộn với nhau á là cái thằng kia nó rể nó nói bây giờ mấy anh hùng nhiêu hùng đi còn như là em bao chót cái mình anh nó mấy anh kia thằng phụ à tới sau là nó 3.500.000 nó cự rồi cái ăn tạ mã đó rồi quýnh lộn thằng vô cái đó là cái gì kỳ vậy cái đó chú đã thấy rồi đó thấy rồi nói chú vậy thấy rồi thành ra cái tư tưởng mình phải làm sao cho nó hài hòa hết con cháu không có đứa nào phân biệt bố mình làm rồi hòm rồi đâu phải đi nhắc hàng đâu nhắc cái hàng
rồi làm mã đồ lên cái nó chạy ra 7-8 triệu đi. Cái thằng kia nó có 3 triệu à. Cái thằng nọ, cái thằng bao chót đó nó một đống đó, thằng tạ mã nó mới cự lộn. Mình thấy mấy cái cảnh đó là nó cũng đồng là con cháu mà nó sanh ra sự tự cãi. Thành ra thế nên là tao ý tưởng của tao là làm sao cho nó đừng có tự cãi lên. Hò gương đồ liệm chân nhang này tao mua để rồi. Như là coi như đúng là luôn vậy đó. Chú Bảy là thủ sẵn hết trơn rồi. Ba cây dụng dụng này là đóng nấc thang luôn, một cái thang 7 nấc là bên tao, còn thang 9 nấc bên bả luôn. Thằng mà mỗi cái mã làm cho đủ luôn. Như nam là 7 à, nữ là 9. Nó vậy rồi thí dụ mày ở trong cái gia đình đó mày còn cự cãi gì nữa đâu, mày có hùng mẹ gì nữa đâu, dù đó tới mẹ trời luôn. Cuối đời là không có gì thêm nữa, sắm tới cái đồ cắm nhang mà tao còn làm lò gầu luôn đó. Nhưng thấy sức khỏe của chú cũng còn dẻo dai lắm. Vậy còn khỏe lắm. Được. Xong làm với mấy ông bà của tao là chết cũng hàng 6 không. Năm nay là chú Bảy là 65 hả? Chú còn chuột chú đã đâu, chú gồng lên cái chú ấy. Cái tay cũng chưa tè đâu à. Trong môn đó mà hồi đó căng lên vậy nè, mình nó thẳng băng á, thơm như cây vậy nè. Chung có lao động rồi này kia, thể lực, thể dục dữ lắm. Hồi xưa chắc chú Bảy cũng làm dữ lắm, mới khỏe. Nè, nó có cho mình coi nè. Đó cái nữa là hết chảy nha, là mình đổ đây là không chảy nè. Nè, vô không? Đó, không chảy nè. Độc lạ mà không cho quay ổn. Còn cái ngón trỏ này đố thằng nào mà khều trên đây, cái ngón trỏ này nè chú khều tao này khều đậu chuyện nhỏ đâu. Hay ha, mày thấy cái rụng, sao lên được cái rượu mà tao quay xé gió. Hồi nãy ông quay ly rượu ra quay nguyên một vòng luôn, từ 2 vòng mới được, 2 vòng uống. Bây giờ chưa kêu chú Bảy chỗ tài hắt tóc luôn. Thôi thì ok rồi, chuyện bèo của tao sẵn ở đây. Thôi chỗ làm tàu lao quá, mày quay quá. Thật lạ. Tắt đi, đọc đó, sao mà mày chú buồn chú mở lên coi rồi chú tự cười luôn, bảo đảm chú. Nếu không cười, mày thấy, không cười không tính tiền. Ví dụ cái lưng mày ngứa chỗ nào, khi mày gãi không tới. Còn tao cái lưng tao là tao gãi đều lưng luôn. Cái tay của tao. Tao làm thử cái rồi chú Bảy. Thử gì nè. À, dư nữa là rồi gãy đâu không được. Dư tay luôn. Đồng ý không? Nhưng mà chú phải có nhiều cái đọc lại nha, tự rất tóc luôn. Gì hồi đó một đo lên rồi một giới vậy, là theo một giới nữa là tao bay lên, là đá là lá cây dụng đó. À, nghĩ cao rồi. Đó, đá thật ngon đó, đá vỏ. Vậy là chú có vỏ rồi. Đồng có quýnh sơ được. Như ba mày chắc tao chơi đây tao giáo bây giờ nó thôi hôm nay sẵn đây có duyên này chú làm vài cái chiêu cái được không? Thủ với à. Ăn cái giò nè, cái giò để gì đâu biết rồi nè, 2 cái luôn, nhậu tàn tiệt luôn. Nãy giò gác lên đầu á, nhậu tàn tiệt luôn, không sai. Nhậu không sai nè, tao để nhẹ lên nè, mày thấy nè, tuôn banh nữa.